Ok, xin chào mừng các bạn đến với trận đấu bán kết nội dung đồng đội nam giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Nguyễn Tuấn Anh của Bắc Ninh. Phía xa màn hình, vận động viên Lê Thanh Lâm của Hà Nội. Trận đấu này đã được Hùng quay lại ở chế độ Full HD để gửi đến tất cả mọi người. Điểm 2-0 cho Hà Nội, 2-0 cho Bắc Ninh. Ok, Quốc Học gặp Kiến Minh nào. Chúng ta cổ vũ cho Quốc Học nào. Cống hiến vài đường cầu hay trước. Tay vợt số 1 Việt Nam nào. Điểm 1-0 cho Nguyễn Tiến Minh. Ok, xin chào anh Hồ Phát, chào tất cả mọi người. Nếu mọi người giúp mình chia sẻ live stream không ạ? Để mọi người xem. Cứ đánh từ từ thôi. Quốc Học với Tiến Minh. Điểm đang là 1-0 cho Nguyễn Tiến Minh. Thi cầu dài với Tiến Minh hả? Thi sức. Về cầu lôi thì Quốc Học 2-0 cho Tiến Minh. Ôi, giải đánh từ 7 giờ nhé mọi người. Ngày nào cũng thế, hôm nào cũng thế. Điểm 3-2 cho Bắc Ninh. Tuấn Anh phát cầu. Kento Momota Quốc Học. Gặp Nguyễn Tiến Minh Việt Nam. Phản công ngoài sân. Điểm 1-2 cho Quốc Học. Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày ý nghĩa nào. Hello anh Long Đỗ nha. Ok anh Nguyễn Trung Hòa, em cũng yêu anh luôn. Sao mạng yếu là sao? Lập cầu rất mạnh từ Nguyễn Tiến Minh. 3-1. Chủ động mãi em ơi, cố lên. Lập cầu tốt từ Quốc Học. Đổi điểm 2-3 cho Quốc Học. Hello Lưu Minh Khương, chào tất cả mọi người. Mọi người giúp chia sẻ live stream để cổ vũ cho Quốc Học nào. Quốc Học thi đấu với thần tượng Nguyễn Tiến Minh nào. 2-3. Đánh rất từ từ. Phá kỷ lục 108 chạm. Phá kỷ lục 108 chạm. Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Quốc Học. Tấn công, chém. Chém cầu vào lưới rồi. 4-2 cho Tiến Minh. Ok mọi người, sau set đấu này Hùng sẽ reset mạng nhé. Hùng sẽ reset mạng, hôm nay vừa đăng ký gói mạng mới, quên chưa reset máy. Tí nữa sẽ reset mạng nhá. Vừa đăng ký gói mạng 5G xong. Hết set này nhá. Tự hỏng rồi. 5-2 cho Tiến Minh. Ép cầu rất nhanh mà hay, đổi điểm 3-5 cho Quốc Học. Đúng rồi anh Lương Đạt, Quốc Học gặp Tiến Minh nha, 3-5. Chém cầu vào lưới, 4-5 cho Quốc Học. Ok mọi người,
Đến 11 điểm Hùng sẽ reset máy và bắt đầu lại live stream. Tí nữa Hùng reset lại mọi người trở lại với live stream của Hùng nha. Người đăng ký gói mạng mới nhưng quên chưa reset máy. Hay quá nhở, rất tự tin. Ngoài sân nữa rồi, 6-4 cho Nguyễn Tiến Minh. Ok, xin chào Tiến Quang nha, chúng ta cổ vũ cho Quốc Học cống hiến vài đường cầu hay với anh Tiến Minh nào. Hùng biết mờ rồi, mọi người đừng kêu nữa nha, tí nữa reset lại. Tí reset máy lại. Cái cầu rất tự tin, đập. Cầu vẫn trong sân, 7-4 cho Tiến Minh. Khó lắm. Không dự đoán trên 10 hay dưới 10 thôi. Trên 10. Trên 10. Trên 10. Phía sân bên cạnh trăm ca. Ừ, được. Trên 10 anh Quốc Việt Sport thưởng cho Quốc Học đội trưởng. Quốc Việt của Bộ Công an thưởng Quốc Học 100k. Cứ mỗi xét trên 10 là thưởng 100k. Thưởng nóng 100k. Cho phong bì với anh nhỉ. Cứ sau mỗi. Phản cầu rất hay từ Tuyển Minh. Như nào á? Đúng rồi. Đập cầu tốt. Đội điểm 5-7 cho Quốc Học. Xin chào tất cả mọi người, anh chào anh Hùng Việt, xin chào anh Viên Nguyễn nha. Mọi người dùng chia sẻ livestream này không ạ? Xét đấu thứ nhất giữa Quốc Học của Bộ Công an và Nguyễn Tiến Minh của Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 5-7. Theo trận này không? Lỗi mất rồi. Ngoài sân 8-5 cho Tiến Minh. Đây, ngoài sân rồi 9-5. Đánh học hỏi thôi, xem đánh với tay vợt số 1 Việt Nam như thế nào mà. Xem cầu lôi, tí thì qua, qua thì đẹp. 15 cho Nguyễn Tiến Minh. Ok, đến điểm 11 thì Hùng sẽ kết thúc live stream, reset lại máy nhá. Cầu xiết quá khó. 11-5 cho Nguyễn Tiến Minh trong set đấu thứ nhất. Trong nửa set đấu thứ nhất. Bảo sao mạng yếu. Nó bắt cái wifi ở đây. Bình tĩnh thôi. 12-11. 11-12 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Thank you.
Học cố lên. Thằng co phết nhờ, chắc phải mấy chục chạm đấy. Ok mọi người, cùng trở lại với live stream của Hùng nào. Và trận đấu giữa Nguyễn Quốc Học và Nguyễn Tiến Minh đang dang dở. Lúc nãy mạng yếu bởi vì là cái máy của Hùng nó tự động bắt một cái wifi ở nhà thi đấu này. Wifi không có password. Hùng không để ý đâm ra là chất lượng mạng nó kém. Tuy nhiên bây giờ thì mọi người yên tâm là đảm bảo là live stream cực nét luôn. Ok, set đấu thứ nhất. Trận đấu giữa Nguyễn Quốc Học và Nguyễn Tiến Minh. Hai anh em nhà họ Nguyễn. Điểm số đang là 13 năm cho Nguyễn Tiến Minh trong set đấu thứ nhất này. Ok, xin chào Mai Đức Hiệu nha, xin chào tất cả mọi người nha, mọi người đến trở lại với livestream Hùng thế nào. Quốc Học gặp Tiến Minh. Ở ngoài sân. 14 năm cho Nguyễn Tiến Minh. Ok, xin chào anh Nguyễn Thanh Tùng nhá. Livestream mới mọi người giúp Hùng chia sẻ đúng không ạ? Lúc nãy thì cái máy của Hùng nó rất hay. Điểm 6-14 cho Quốc Học, cố lên nào, cố 4 điểm nữa, có 1 lead. Đơn nam nha anh Nguyễn Thanh Tùng ơi, Quốc Học gặp Tiến Minh nha. Vẫn còn. Bấm cầu rất hay của Quốc Học, rất tiếc. 15-6 cho Nguyễn Tiến Minh. Đây xem 1 nha chị Tuệ Nguyễn này. Ok, trận đấu giữa Nguyễn Tuấn Anh và Lê Thanh Lâm của Hà Nội phải nói là rất căng thẳng. Điểm số đang là 15-14 cho Nguyễn Tuấn Anh của Bắc Ninh. Mệt rồi, đuối rồi. Ok, xin chào 110 người xem cho mọi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ được không ạ? Một trận đấu phải nói là khá hay giữa Quốc Học và thần tượng Nguyễn Tiến Minh. Quốc Học luôn mong ước, mơ ước được một lần thi đấu với Nguyễn Tiến Minh và bây giờ điều đó đã thành hiện thực dưới màu áo Bộ Công an. Cầu ngoài sân rồi. Điểm 17-6 cho Tiến Minh. Đây là giải đồng đội toàn quốc anh Tiến Apple. Tất cả những tay vợt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam. Học cố lên. Mục tiêu 10 điểm. Ngoài mất rồi. Ok, chơi ấy thôi. Ok, cảm ơn Tiến Quang giúp anh xe nha. Xin chào Trần Thanh Phong, Trần Lợi. Mọi người giúp chia sẻ live stream đúng không ạ? Sao lại tội anh Học được đánh với Tiến Minh cơ mà. Cầu trong sân. 15-14 cho Lê Thanh Lâm. Nhầm, 15 đều cho Lê Thanh Lâm. Trận đấu đơn đầu tiên đồng đội bán kết giữa Bắc Ninh và Hà Nội xem ra rất căng thẳng. Trận đấu thứ nhất 15 đều, Lê Thanh Lâm phát cầu. Cú học mệt lắm rồi. Hôm nay Hùng quay đồng đội nam, không quay đồng đội nữ nha mọi người. Lưới rồi. 19-6 cho Nguyễn Tiến Minh.
Hà Nội với Bắc Ninh đang đánh nha. Hùng đang quay lại ở chất lượng Full HD rồi. Trận đấu giữa Nguyễn Tuấn Anh, Bắc Ninh và Lê Thanh Lâm Hà Nội. Điểm đang là 17-15 cho Lê Thanh Lâm. Hay quá nhờ. Trận đấu Bắc Ninh và Hà Nội rất hay luôn. Chúng mình quá lì. Không chạy được rồi. 21-6 là Tiến Minh trong xét đấu thứ nhất. Vậy nốt trận quốc học thì mình sẽ quay sang trận giữa Hà Nội và Bắc Ninh nha. Hà Nội Bắc Ninh hay hơn. Mình quay lại trận quốc học để động viên cổ vũ quốc học. Chém hay đấy nhờ. Và chém cầu rất mỏng, rất sắc của tay vợt Tuấn Anh Bắc Ninh. Điểm 17 đều. Phải nói là trận đấu đầu tiên đơn nam giữa Hà Nội và Bắc Ninh rất ngang tài ngang sức. Điểm số 21-6, dã man. Lê Đức Phát bị loại rồi, hôm nay không thi đấu nha mọi người. Hôm qua đội quân đội loại rồi. Mạng này còn mờ nữa hả Quang Huy ơi? Thế phải quay HD mới được hả? Đây là bán kết nhanh trong tiền đây. Mọi người bán kết nha. Quốc học đang cần sự can thiệp của bác sĩ. Chúng ta xem những điểm số cuối cùng của trận đấu thứ nhất giữa Bắc Ninh và Hà Nội nào. Trận này rất hay. Đập cầu rất gắt lên anh Lâm, 18 đều cho Hà Nội. Rất căng thẳng. Đập cầu. Cầu trong sân. 19-18 cho Thanh Lâm Hà Nội. Ok, trận đấu giữa Tiến Minh và Quốc Học đã bắt đầu. Điểm đang là 1-0 cho Quốc Học. 19 đều hay quá nhờ. Anh em tôi cứ tưởng bị sớm nhất rồi. Cầm đi mà chả gọi à léo. Tao tưởng mày không tân đã bảo thì tao chiều lên Thánh Nguyên không. Tao không đọc đâu, tao lại hỏi mày chiều nay có gì. Thôi xem. Rồi, không hết. Đấy rồi. Một pha bỏ cầu không chính xác của Tuấn Anh. Điểm 20-19 cho Lê Thanh Lâm. Lê Thanh Lâm có vẻ rất chủ động. Em ơi. 21-19 cho Lê Thanh Lâm Hà Nội. Phải nói rằng tại giải đấu là Lê Thanh Lâm của Hà Nội
Bánh cầu rất ổn định và phong độ. Hai thằng cùng thích. Ôi giời, chắc 1 thôi. Điểm 4-1 cho Tiến Minh, trận đấu thứ 2. Học mệt lắm rồi. Đánh Tiến Minh mệt lắm rồi. Thằng không. Thôi cho đội trọng tài.